Vào tháng 10 năm 2019, ông Võ Văn Thắng, tức là cha ruột của Võ Diễm My và bà Châu Vinh Hóa, 46 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều người khác là họ hàng, đến hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, để tìm con gái. Nhà bà Cúc thường được gọi là Tỉnh Thất Bồng Lai, do ông Lê Tùng Vân, 85 tuổi, quê ở An Giang đặt tên hồi năm 2015. Hiện Tỉnh Thất Bồng Lai đã được ông Vân đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trong lúc nhóm của ông Võ Văn Thắng đến tìm con gái trong Tỉnh Thất Bồng Lai, đã xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại với một số người ở trong Tỉnh Thất. Trong đó có ông Lê Thanh Nhị Nguyên. Ông Nhị Nguyên cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa, ném trúng tay bà Châu Vinh Hóa. Bức xúc vì bị tấn công, bà Hóa cầm miếng gạch men vỡ, ném vào nhóm người trong Tỉnh Thất Bồng Lai, trúng vào ông Lê Thanh Nhị Nguyên, gây bị thương tích với tỷ lệ 13%. Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An tuyên án hình sự sơ thẩm, phạt bị cáo Châu Vinh Hóa mức án 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích và buộc bồi thường số tiền gần 9 triệu đồng cho bị hại. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại Nhị Nguyên viện dẫn rất nhiều nội dung liên quan đến tiền bạc để dẫn đến việc ông yêu cầu bị cáo bồi thường đến 3,3 tỷ đồng. Theo đó, ông Nhị Nguyên cho rằng mình bị thương tích đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập cá nhân. Cụ thể hơn, trước đây thu nhập hàng tháng của ông khoảng 20 triệu đồng và ông đã đầu tư số tiền lớn cho việc tập thể hình để đi thi, đầu tư các dự án âm nhạc để biểu diễn, live stream, phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy vậy, các giá trị về tiền bạc mà ông Nhị Nguyên đưa ra đều ở tính toán cá nhân mà tại tòa ông không chứng minh được. Riêng yêu cầu về bồi thường thẩm mỹ thì ông Nhị Nguyên chỉ mới tham khảo giá từ một số cơ sở có phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi nghị án, tòa tuyên y án 2 năm tù đối với bị cáo Châu Vinh Hóa, nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Đồng thời, buộc bị cáo Hóa bồi thường thêm 6 tháng lương cơ bản cho bị hại Nhị Nguyên, tổng số tiền khoảng 17,84 triệu đồng. Ông Nhị Nguyên cho rằng, kết quả cuối cùng không thỏa đáng và số tiền mà bị cáo Châu Vinh Hóa phải đền bù là quá thấp so với mức 3 tỷ đồng mà ông đã đề nghị trong phiên sơ thẩm. Trao đổi với truyền thông, ông Nhị Nguyên bức xúc. Không chỉ tôi, thầy ông nội Lê Tùng Vân cùng mọi người trong Tỉnh Thất Bồng Lai cũng rất bất ngờ, ngỡ ngàng và thất vọng về kết quả này. Trước khi đến tòa, chúng tôi và luật sư đã chuẩn bị các đoạn video ghi lại hình ảnh ông Thắng xâm phạm tư gia bất hợp pháp, tấn công chúng tôi. Tuy nhiên, tòa không sử dụng cũng không trình chiếu những tư liệu này. Nếu vài chục năm trước, việc tìm bằng chứng cho vụ án còn gặp khó khăn, thì ngày nay, máy móc thiết bị hiện đại thì tại sao mình không sử dụng? Họ đã lục lọi từng phòng ốc, tấn công tôi đổ máu, cầm gậy hăm đánh chúng tôi. Họ không xem người chủ hộ ra gì hết. Tại sao kết quả lại lạ lùng như thế? Chúng tôi sẽ tiếp tục kiện vì kết quả này thật sự không thỏa đáng. Nhiều người không hiểu nói rằng tại sao tôi tu mà lại ép người ta vào đường cùng, không biết tha thứ. Đối với tôi, mình tu mình chỉ tha thứ cho người biết sửa đổi, biết hối hận. Đó là một sự hối lỗi thật lòng, còn đằng này, họ làm lỗi nhưng không biết. Nếu mình tiếp tục tha thứ sẽ tiếp tay cho cái ác trong xã hội này. Ông Thắng kéo người vào, ông ấy chưa từng xin lỗi, chưa từng sửa đổi, còn chửi tôi, chửi thầy Lê Tùng Vân, thì làm sao tôi có thể tha thứ? Nếu như ông ấy biết lỗi thật lòng, tôi sẵn sàng tha thứ. Nhưng tôi nghĩ ông ấy không bao giờ hối hận đâu. Những người này cần được pháp luật xử lý thỏa đáng để biết tôn nghiêm, biết tôn trọng danh dự, thân thể của người khác. Tôi đã chịu vết thương trên mặt, nó sẽ đi theo tôi đến hết cuộc đời. Về mẹ Diễm My, tôi nhận xét thế này, bà là một người ăn nói vô phép, vô tắc. Trong hai phiên tòa lần trước, bà ấy cũng vào dự. Giữa tòa án, bà ấy đã chỉ thẳng mặt, lúc ấy có các nhân viên tòa án, có cả công an. Bà ấy muốn nói gì thì nói, không suy nghĩ, cũng không có bằng chứng gì. Đến mức, thầy ông nội phải nói với cơ quan công an rằng có thể đưa bà ấy ra ngoài không. Hiện tại con gái bà ấy đã 22 tuổi rồi, muốn đi đâu thì đi, bà ấy sống như thế nào mà con gái phải lên video bức xúc, không chịu sống cùng mẹ, đó là chuyện của gia đình bà ấy. Bà Mai hành động như thế không còn luật pháp, lần nào bà ấy gặp chúng tôi cũng nói như thế. 17 triệu là chỉ đủ tiền thuốc của tôi, tiền bồi thường về tinh thần, sức khỏe, tiền tập thể hình của tôi vẫn chưa thỏa đáng. Tôi đã nói với luật sư của mình rằng bắt buộc phải khởi kiện tiếp. Người ta không hiểu nói tôi tham, đòi 3 tỷ cho vết sẹo, nhưng tôi đòi là đòi những thiệt hại đằng sau vết sẹo đó. Vì tôi đấu tranh đến cùng là để thể hiện rằng công lý luôn là điều quan trọng nhất. Tôi muốn cổ vũ cho sự bình đẳng, để mọi người đẩy lùi những cái xấu. Từ đó người ta có thể sống trong xã hội công bằng hơn.